Rồi xin chào cả nhà nha. À, tính với chú Hiếu vô xếp nhà này cả nhà. Ai vô? Em vô. Tao đã thử rồi, em chờ lão đi. Thấy dẫn ăn hay vậy? Bây giờ tôi ăn cũng đúng. Sợ nó lá không mà. Bây giờ nhà mặt nó lá quá. Anh đánh á, anh ta đánh này anh chỉ, còn anh đánh bên đó rồi đó, anh vào mới vừa lại cái đời để anh đánh. Đó, rồi, thấy rồi. Để qua nè. Đó. Ngay trúng nhiều luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trắng vậy, đó, người ta đi còn
té sở trường bị dằn thời ra đó, dằn quá thì dằn cái đó chưa đảo rồi, đảo quá thì đảo quá. Ai vô ngã đây? Cậu ăn sớm rồi. Thôi đẹp. Nhớ. Nhưng mà nó xa quá mình không chọn không chuẩn. Nhưng mà nó dưới đó bắt con này lại. Đúng không anh? Có nghĩa là mình đánh dây trắng thế nào, bắt con biết ở dưới lên nữa. Nhưng mà mình chọn xa quá mình nhắm chuẩn. Bắt con dưới đó bắt con trên này nè. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Anh còn cái một cái. Quá mỏng. Trời đó, cái này chết là với cu rồi. Thì vào rồi. Đó, cảm ơn. Như vậy là ngon chứ. Cái này xong rồi. Để luôn nhảy về đủ. Nghe, nhảy về đủ. Trong băng mũi rồng mà ngon ngon. Dịch tết luôn. Trong băng cách Mình có cái bằng vàng vô đầu đi. Đây là bằng này bằng cái gì? Một nữa nữa. Rồi. À, về nó gắn vào. Vô một cây rồi. Vô. Nó lần trắng sát băng là thấy cũng đỡ một chút. Mà tiếp này áp được đó nữa.
không đánh mạnh này à, như không tới nó tuột. Đấy thấy dân má phòng phòng xuống rồi hết chưa coi. Vô
Ờ, trong rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó.
rồi mà mới xin lỗi gì đó. Xin lỗi anh thầy rồi. Thôi đúng rồi. Được mặt hàng ai đó. Xin lỗi vậy rồi. Chúng ta đừng có biết là mình đã. Dạ con là vậy mới biết à. Rồi, khó rồi. Anh cũng trái luôn. Ráng đua đua lắm này. Vừa nào 7 điểm đầu giờ khi 7, 8 cũng chưa có điểm nào đâu. Cái gì chứ phải gì đâu. Bạn mời cho 7 đâu. Bạn nãy là 7 lắm rồi, có 2 điểm một bạn ngon tốt đó. Ông đi với các bạn đó. Ngoài cái bàn kia em đang đi sát đó. Đang cạnh tranh. Bây giờ nghe thứ. Hết đúng rồi. Anh em mà tình nghĩa với nhau ngoài cái bàn nè. Trước tí nữa nó ngoài cái bàn rồi sau. Không có điểm. Điểm luộc nó hết xe đó, đồ nó chạy mặt rồi. Rồi nè. Để xéo mọi lính ngay rồi. Nó nói như vậy đi. Nó nói như vậy đi. Nó cho hộ trời. Được đâu rồi, ông chết đâu. Mẹ này cũng quán quên một chút gì chạy. Tôi cũng sợ nữa, mà nó xéo rồi nó ngang ra rồi. Mình cũng sợ sợ nữa. Đúng không mày? Đúng rồi. Đi quá sát. Ra qua nó đi rồi trời. Ở này thì quá đúng. Sát cái lộ mà nó nghe kẹt nát luôn rồi. Thì nào cứ nói cái này tới. Nó hơi đỏ rồi. Cái này cái thợ là. Số vậy thôi, đang nhận đầu nha. Ừ. Số vậy lắm. Rồi, đưa lại tiệm ra, giờ anh đứng đầu
Đường 8 hả? Lần nãy đủ đẹp luôn, nằm ngoài, đúng là chính nằm ngoài luôn. Rồi, tính ra đây đi qua rồi. Mà gì mới xe 2 đâu. Thì xe này hả, đưa qua. Qua, được, ổn được rồi. Có rồi. Ôi giời ơi, ngỡ rồi. Trời ơi. Bây giờ thì như áo kia cũng ơi. Thì họ cũng biết rồi. Mày, thời cũng tính tới rồi. Trời ơi. Chưa bằng. Vâng, thế có được. Một. Đấy. Thế nào? Chúng ta biết lâu lắm rồi đó. Chúng ta bây giờ 7 biết lâu rồi đó. Rồi, chứ luôn rồi đó. Nói con Miu. Chúng ta là đậu làm tiếng 12 ngay dọn một cái. Rồi, cũng không có đất. Bây giờ cô. Một bây giờ thôi. Rồi vậy là xếp hai này chú Hiếu cô Non nghe nha. Hả nghe cái nhà lấy xếp bây giờ hè nó giảm. Rồi chú Hiếu là tại không nghe chú Hiếu là giảm cho tính với chú Hiếu một lần rồi đây nha. Nhớ là đồ chú Hiếu báo nghe nha. Để tính với chú Hiếu ra xếp bây giờ hay hấp dẫn con cả nhà xem. Sau những giờ làm việc mệt mỏi nha. Rồi mong cả nhà lại dọn xếp bây giờ hợp tay cho đó nha. Rồi xin chào cả nhà.